trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh vĩnh long chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 10 tiểu thuyết Một kiếp lên lên của nhà văn Thu Trang. Xin tấm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sau khi bị chị Linda gạt dẫn đi Đà lạc, lạc để bán đợi con gái của Liên cho Tài Thịnh, một thương gia qua kiều giàu có, cô trở về Sài Gòn, bắt tay với bà Mai Chi, cũng cố lại chủ trường Alobo của mẹ Phượng trở thành bà chủ ba khi bước sang tuổi 17, nên Liên vẫn còn rất nhiều gia chấp trong cách tổ chức gái, cách điều khiển những tên tài bán ma cô. chính trong quán rượu này, Liên gặp và kết hôn với một người Pháp tên Robert. Tưởng sẽ trở thành người vợ, hợp pháp chính chuyên, nhưng chỉ qua hai năm, tai Robert đã huấn luyện Liên thành bà chủ chứa, tay điều gái hạng sang cho các thương gia chính khách. Có lúc Liên buồn chán và muốn chạy bỏ, xong phát hiện mình có thai nên phải bám chiếu Robert để con mình sinh ra không bị coi cúc Liên lao vào cờ bạc để giải khuây, chưa kịp tận hưởng niềm vui làm mẹ khi sinh được cháu trai kháo khỉnh giống chồng như Đúc, thì Liên xa cơ thất thế do bà Mai Chi và chị Linda kẹt lấy rất nhiều tiền. Dù ông Robert khuyên lên, hứa hẹn sẽ bù đắp tiền bạc, nhưng Liên vẫn không nguôi ngoai mà vẫn tiếp tục lao vào cờ bạc, dấu chấm hết trong mối quan hệ vợ chồng giữa ông Robert và Liên xuất hiện khi cô khước từ sang Pháp với chồng và con trai Siaki. Để dõi theo chặng đường mới của Liên khi chia tay chồng, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 11 tiểu thuyết Một kiếp lên đên của nhà văn Thu Trang qua giọng đọc Kim Liên. Những ngày này Tôi thật sự quan mang, chán nản Nghĩ tới thân phận mình bèo bọt Rồi không biết sẽ ra sao Tôi lang thang trên các hè phố Tìm quên trong những quán nhậu của người Việt Tôi thích đến những nơi đó Để được tiếp xúc với những người của xứ mình Tôi chú ý tới một thiếu phụ Mà tôi tin chắc là người Việt Nam Và là người Sài Gòn chính cống Có đôi mắt rất buồn thường đi với một người đàn ông đã lớn tuổi, tôi đoán ông ta khoảng trên 50, người Trung Hoa. Cái quán ăn tôi hay tới lại cũng là nơi ưa thích của hai người. Tôi chỉ có một mình hay lừa chỗ kính đáo tĩnh lặng. Họ cũng thích chọn những bàn vắng, có lẽ đó là ý của người thiếu phụ. Trong lúc đang buồn khổ, tôi muốn có một người bạn gái để tâm sự. Hình như thiếu phụ kia cũng muốn vậy. Nên thỉnh thoảng cô ta lại ngó sang phía tôi Trong đôi mắt cô ta nhìn tôi Phản phất một vẻ ái ngại khó hiểu Khiến tôi tò mò muốn làm quen Một hôm Đợi người đàn ông lại bàn đặt thực đơn Tôi bước tới cạnh thiếu phụ Xin lỗi Cô cho tôi hỏi có phải chồng cô đó không? Thiếu phụ cười trả lời Dân Chỉ cần chi ạ? À? À không, vì tôi thấy hai người năng tới đây nên hỏi thăm vậy thôi. Chị sao đi có một mình? Chị sang đây đã lâu chưa? Cô chị có vẻ buồn, hay chị nhớ nhà? Tôi sang đây được hơn một năm rồi. Tôi sang với chồng. Chồng tôi là ca sĩ. Tôi đã có con với anh ta. Nhưng hiện tại tôi đang chán đời. Thu thật tôi muốn về Việt Nam. Sắp đến Tết rồi, nhớ nhà ghê gớm. Ít lâu nay tôi cứ lang thang ở đây. Tôi muốn tìm một người bạn Việt Nam để rủ cùng đi. Nhưng thật khó quá. Tôi theo dõi thấy cô thường tới. Mà cô bộ cũng được, nên đánh bạo hỏi chuyện. Có gì, chị em cảm phiền nhau nghe. À, mà cô là người tỉnh nào đó? Em người Sài Gòn chị à? Im lặng một lát, cô ta tiếp em cũng xuất ngoại theo chồng nhưng chỉ là danh nghĩa mà chuyện của em á chắc chi chị đã muốn nghe cô ta ngập ngừng tiếp mặc dù em linh cảm nó có thể bổ ích cho chị đó nghe vậy tôi sực nhớ tới vẻ ái ngại trong cái nhìn của cô nên sốt sắng bám lấy cơ hội không đừng nghĩ thế biết đâu chúng ta cùng cảnh ngộ có thể giúp đỡ nhau điều gì đó trong thời gian xa quê thì sao mà quên xin lỗi chúng ta giới thiệu quý danh cho nhau đi chứ dạ em quên em tên là thu hương bạch thu hương chị à còn tôi tên liên tôi cũng ở sài gòn chúng ta cùng quê rồi đó hương chuyện tới đó thì chồng hương lại tôi chào ông ta và hẹn với hương sẽ gặp lại hôm sau để nghe chuyện của cô. Hương xin lỗi chồng, tiễn tôi ra tận ngoài đường và dặn đi dặn lại. Chị nhớ nghe, ngày mai lại đây, em sẽ đi với chị cả ngày. Chuyện của em dài lắm, cả ngày chưa chắc đã hết đâu. Và ngược lại, chị cũng hứa kể chuyện của chị nữa chứ. Được rồi, tôi hứa. Hương lại với chồng đi, tôi về nghe. Sớm hôm sau thức dậy, tôi chuẩn bị sẵn thức ăn cho bé Anthony và dặn mẹ chồng. Mẹ ơi, bữa nay con bận, mẹ coi cháu nghe. Có thể con về muộn. Mẹ khỏi phải chờ cơm. Bà già nhìn tôi vẻ ngờ vực. Mặt, tôi không cần giải thích. Dở giả xuống lầu luôn. Mỗi bữa tôi thường đi bách bộ, nhưng lúc này tôi chỉ muốn nhanh được gặp Hương. Nên kêu taxi chở tới quán Hương quê quen thuộc. Khi chiếc taxi vừa đổ lại, tôi chưa kịp bước ra thì đã nghe tiếng reo mừng rỡ của Hương. Ô chị Liên, em ngỡ chị không tới kia. Rồi không để tôi kịp nói gì, Hương kéo tay tôi, miệng liên láo. Đi chị, vô đây nhậu chút gì đã. Hôm nay Hương sẽ bao và hầu chuyện chị xả lắng nghe. Hương cười tinh nghịch, vẻ mặt mệnh phụ của Hương như giãn ra, trả lại nét tư trẻ của cô gái mới 22 tuổi đời lừa bàn xong Hương sang sái đi đặt thực đơn Khi bồ mang thức ăn tới Tôi ngạc nhiên thấy có cả rượu Cứ nghĩ Hương đùa Ai dè có nhậu thật Tôi từ chối Hương không chịu Đành uống một ly nhỏ rượu đế Theo Hương để kỷ niệm sự gặp gỡ của hai chị em Phải xài toàn đồ của quê Hương Để Hương vừa lòng Hương uống hết ly này đến ly khác Ăn uống xong tôi và hương dắt nhau đi lòng vòng đến một vườn hoa nhỏ thì dừng lại tôi đề nghị hương nè chúng mình ngồi đây nói chuyện vừa tỉnh vừa hợp đó tôi chỉ nóng lòng muốn nghe chuyện của hương hương hiểu không hương chợt lặng đi đôi mắt cụp xuống cố giấu sự xúc động tôi để yên cho hương bình tĩnh trở lại một hồi lâu hương mới ngẩng lên Hai hàng mi đẫm lệ. "Chị ơi, câu chuyện của Hương, Hương đã thề không bao giờ hé răng nói ra, kể cả với chồng của Hương hiện nay. Nhưng từ khi gặp chị, Hương cảm thấy những điều mình cố quên đi đó cứ như một cái bọc quá nặng, Hương ôm không nổi nữa." Cách đây 5 năm, khi đó Hương 17 tuổi, một cô học trò chăm ngoan hiếu thảo ở đất Sài Gòn, gia đình hương rất nghèo ba hương làm công chức má buôn bán ở chợ bà chiểu hương là con lớn còn hai em một trai một gái cũng học chung trường nhà nghèo hương chỉ có hai chiếc áo dài nổi quá để thay đổi khi đến trường thiệt tình lúc đó coi hương cũng được lắm tên các bạn trai nhiều đứa để ý trong số đó hương mến nhất duy anh duy anh học trên hương hai lớp và cũng là con nhà nghèo như Hương. Mến rồi yêu Duy Anh, lúc nào không biết. Chỉ biết hai người luôn quyến luyến khó rời nhau. Hễ xa nhau là nhớ phát điên lên ấy. Bọn Hương thường hẹn nhau đi chơi, đi coi cine để được gần nhau. Chuyện của hai đứa má Hương biết cả. Bà rất thương con và ủng hộ mối tình thơ mộng của hai người. Chẳng thế mà ba Hương á, tính cả Hương cho một ông lão Tàu và béo phị dở người nhưng lắm tiền má nhất định không chịu nên ba má cứ cãi lộn nhau hoài về chuyện đó một buổi chiều mùa thu đẹp y hẹn với duy anh hương lén nghỉ hai giờ học sau cùng để đi chơi với ảnh duy anh chưa bao giờ sai hẹn với hương nhưng không hiểu sao buổi chiều đó hương đợi hoài không thấy ruột gan hương như có lửa đốt rồi mặt hương cả người hương nóng bừng lên Hương tự ái và giận Duy Anh lắm. Bàn chân Hương thưởng thờ đi trong công viên. Đến bên một chiếc ghế đá trống. Hương ngồi phịch xuống, buồn bực và mệt mỏi. Chị biết không? Hương cứ ngồi như vậy hồi lâu. Mắt lơ đảng, ngắm những chiếc lá úa dưới chân mình. Bỗng Hương nghe tiếng kêu mừng rỡ. Ủa Hương, sao ngồi đây cháu? Và trước mặt Hương, một người đàn bà khoảng 30 tuổi. Ăn mặc cô rất đỗi dáng. Hương còn đang ngỡ ngàng chưa biết nói sao, thì bà đã âu yếm vuốt tóc Hương suýt xoa. Cháu càng lớn càng đẹp, làm cô không có nhận ra. Hương à, cháu giống bố cháu lắm. Hương ngập ngừng. Thưa cháu quên mất, không nhớ là đã gặp cô ở đâu. À, cô là Tuyết. Cô vừa mới ở xa về, Ngày trước khi Hương còn nhỏ Nhà cô ở cạnh nhà Hương Chỉ cách một phố Hương là con gái bác đường Ở Tân Định chứ gì Nói rồi bà sốt sắng rủ Hương Đi Hương Cô cháu mình đi kiếm cái gì ăn Rồi hàng quyên tiếp Cô cũng như Hương đang buồn Hương cười gượng Sao cô biết Hương buồn Mà cô vô công viên làm gì Ồ Thì cô cũng như Hương Chờ người ta mà người ta chẳng đến thì vui sao được đúng không nào tự nhiên hương có cảm tình ngay với người đàn bà đó với tâm trạng đang buồn bực hương muốn được nói chuyện thật nhiều với cô ta về những tâm tư của mình và cả những điều hương chưa bao giờ nói với ai sự nhiệt tình cởi mở của cô làm hương tin và quên đi sự giận hờn vui vẻ theo cô ra khỏi công viên hai người bước tới bên một chiếc xe hơi sơn màu trắng thanh lịch cô ta thành thạo mở cửa xe ấn hương ngồi lên đằng trước và cô ta ngồi vào trước tay lái chiếc xe từ từ rời lề đường rồi lượn xuống phố hương ngồi trong xe lại càng ngỡ ngàng như người trong mộng vậy gió thu dần tóc hương bay bay hương liếc rộng tuyết và bắt gặp tuyết cũng đang nhìn mình hương vội dàng gợi chuyện cố giấu nỗi e thẹn trong lòng cô tuyết lái xe đẹp ghê chắc cô giàu và nhàn nhã lắm. Tuyết cười. Hương thích không? Hôm nào cô sẽ dạy hương lái ngang. Thôi cô à, hương đâu dám mơ. Nếu cô biết lái đi nữa thì cũng không đời nào hương có được chiếc xe đẹp như thế này. Vì nhà hương nghèo lắm. Ba hương. Tuyết dòi ngắt lời hương. Cô biết rồi, nhưng điều đó không can gì. Cái chính là hương rất đẹp, dễ thương tại sao lại không có thể được ngay một chiếc xe đẹp hơn chiếc này nếu hương thích hương tròn mắt thật vậy không cô thật chứ tuyết khẳng định đời bây giờ những người đẹp và thông minh như hương là phải đủ điều kiện để sống hơn người dừng xe lại trước một nhà hàng sang trọng mới bước vô hương còn e thẹn bỡ ngỡ thì tuyết đã khéo léo đặt đồ ăn rồi hướng dẫn mời mọc hương rất ân cần Hương được ăn một bữa rất ngon miệng và được đi chơi quanh thành phố, những nơi Hương thích nhất. Và kết thúc cuộc đi chơi thú vị hôm ấy. Một chiếc áo hoa đẹp, mắc tiền mà Hương thường mơ ước. Khi chia tay, Hương cố mời Tuyết về nhà chơi, nhưng Tuyết từ chối thật khéo. Chưa giỏi lắm Hương à. Cô muốn dành cho ba má Hương một sự bất ngờ. Không nào rảnh cô sẽ đến trường, đón Hương về nhà cô chơi. Có nhiều cái thú lắm, không suy nghĩ Hương lập cặp ghi tên lớp, tên trường Và địa chỉ nhà mình đưa cho Thuyết Thuyết cười su, -su tai tay Hỏi cần Hương à Cô biết cả rồi Hương lại ngạc nhiên Ủa sao cô biết ranh vậy ca Thuyết dí nhảnh Cô còn biết về Duy Anh nữa cơ Hôm nào sẽ kể Hương nghe Cô hứa thì phải nhớ đấy Hương hào hứng nắm tay Thuyết Thôi về cô à, kẻo má la. Nhưng hôm nào đó cô phải đến gặp má, cho Hương giới thiệu về cô nghe. Ừ, hẳn biết thế, chưa muộn đâu Hương. Nói rồi tuyết lên xe, Hương đứng bình rịnh ngó theo chiếc xe trắng, mất hút ở cuối phố và nhảy cẳng chân sáo về nhà. Hương ôm chầm lấy má, rối rít khoe áo mới, rồi kể cho má nghe về cuộc gặp gỡ lý thú ban chiều. Nghe kể xong, má Hương trao mài, tuyết nào nhỉ? Cô ta có ai tên tuyết đâu hả ông? Ô dạ bà cứ dễ giờ thắc mắc. Con nó lớn rồi, phải để cho nó giao tiếp dạng dĩ. Tập làm quen với đời, sau này khỏi bỡ ngỡ. Mà biết đâu, cái cô tuyết ấy quen nhà mình thiệt. Bây giờ người ta khá giả, lại quý mến con Hương, thì tặng nó chút đỉnh có gì lạ đâu. Ba Hương nói ác đi như vậy, má Hương im lặng, đến tiết mục hương mặc áo mới cho cả nhà ngắm má khen cô ấy cũng khéo chọn đó màu sắc bé hương mặc hợp lắm cách mai cũng hiện đại nữa tuy có hơi dài ba hương hỏi sao con không mời cô ấy tới nhà mình chơi thưa ba con có mời nhưng cô ấy bảo để mai mốt đã cô ấy còn nói sẽ dành cho ba má bất ngờ gì đó tối đó Phương đã thao thức với những ước mơ dẫn dơ và thầm mong gặp lại Tuyết, nhất là mời bằng được Tuyết tới nhà chơi. Rồi không chịu nổi, Phương đã tâm sự với Hiền, kể cho em mình nghe những hứa hẹn của Tuyết. Hiền trầm ngâm suy nghĩ rồi khuyên chị. Chị Hương à, đời bây giờ người không cũ khó, chả ai tự dưng tốt với mình mà không có nguyên do. Chị vẫn phải cẩn thận đó, kẻo nhỡ xảy ra chuyện gì tội nghiệp cho Duy Anh. Hương gắt với em Chị có ngu khờ nhỏ bé gì đâu Mà em lên lớp chị Mà sao chỉ tội nghiệp cho người ta Chứ không phải tội nghiệp cho chị em mình Hiền vẫn điềm đạm Em nghĩ chị và Duy Anh thương nhau Em rất mong cho hai người được hạnh phúc trọn vẹn Nên em mới khuyên chị vậy Lúc trưa Duy Anh có lại kiếm em Giờ em nói với chị Là anh phải ghi cu chiều nay Không ra chỗ hẹn được Thế mà em quên mất Đoạn quá Hương biểu môi. Chị chả thiết nữa. Cái anh chàng lắm cẩm ấy. Khô như những bài triết học của ông Hùng. Nản ghê. Lắm rút chẳng muốn hò hẹn gì nữa. Gớm. Mới có chiếc áo đẹp. Một cuộc đi chơi ngắn. Mà tình cảm của chị đã biến chuyển nhanh thế. Em e rằng chị sẽ quên mất cuộc tình thơ mộng của chị đó. Thấy em trách móc, Hương làm già. Thì đã sao? Có người trên đất Sài Gòn này Chả lẽ mình không lựa được ai khác hơn anh chàng quê mùa đó à? Thôi để cho cô vậy. Lẫn thẫn với lắm cẩm xem ra là hợp nhau hơn. Hiền nghiêm giọng. Chị lại đứng núi này trong núi nọ. Bây giờ anh ấy nghèo. Nhưng nay mai tốt nghiệp cũng đàng hoàng chế bộ. Chưa chi chị đã... Má Hương không thích câu chuyện dẫn đến căng thẳng. Bà làm quà. Không sao. Cô không yêu thì thôi. Chả ai ép buộc cô làm gì. Riêng cái Hiền, mày chớ có thân mật quá với cậu duy anh mà người ta dị nghị ba mày la cho đó hương sen vô mặt nó má à duy anh thích cu hải và hiền nên thường đến chơi anh ấy dạy thêm cho chúng nó học ba đỡ vất vả má cấm làm gì kể đến đây hương dừng lại và buồn ngùi lau nước mắt tôi biết hương đang nhớ má nhớ em mà không làm sao được tôi lựa lời an ủi hương Hương có nhận được tin nhà chứ? Hương nói rất nhỏ. Có, nhưng ít lắm chị. Khi đã biết mình bị lừa, Hương cũng không còn đủ can đảm viết thư về nhà nữa. Chỉ có một đôi lần gửi tiền khi được phép thôi. Im lặng một lát rồi Hương tiếp. Hương nhớ và thương nhất má và cái hiền. Đặc biệt hiền tuy nhỏ tuổi nhưng nó hiểu đời biết nhận xét hơn em nhiều. Bây giờ, Tiền đã có giới Duy Anh hai con. Anh ấy là một luật sư trẻ nổi tiếng của thành phố. Sắp tới, nếu chị về Việt Nam, Hương giờ chị tới gặp má và em Hiền. Chị nhắn dùm là Hương vẫn khỏe, nhớ nhà lắm mà không có cách nào về được nghe chị. Chị hứa đi. Đang sốt ruột với câu chuyện dở dang. Tôi hối Hương. Rồi sau đó Tuyết có đến nhà thăm ba má không? Còn phải nói Sau đó Tuyết lui tới gia đình Hương thường xuyên Cũng chiếc xe hơi màu trắng đó Tuyết đã đưa đón Hương đến những nơi ăn chơi xả láng Mai sắm cho Hương những bộ quần áo mắc tiền Từ đó Hương cảm thấy đời mình tươi phơi phới Ăn ngon mặc đẹp Hương dứt khoát cười tuyệt Duy Anh Và phủ phàng xóa lời hẹn ước với ảnh Duy Anh có khuyên nhủ Hương nhưng khi thấy hương một mực đòi chia tay duy anh tự ái cũng cho qua luôn tuy vậy ảnh vẫn thường lui tới nhà hương thân ái với hiền và dạy hải học thêm một thời gian sau duy anh tỏ tình với hiền và chính thức xin với gia đình hương được cưới hiền sau khi tốt nghiệp ba má hương vui vẻ chấp nhận đề nghị của duy anh khi thuyết ngầm hứa sẽ làm mai cho hương người chồng giàu có quốc tịch trung hoa đặc biệt Viết hứa sẽ kiếm cho Hương một việc làm tử tế với mức thu nhập cao. Quả thật, 4 tháng sau, Hương nghỉ học, chính thức làm mậu dịch viên cho một hãng buôn trong chợ lớn với số lương cao gấp đôi lương của ba mình. Ngoài ra, Tuyết còn thường xuyên giúp đỡ sách vở, tiền bạc cho các em Hương, mua sắm cho gia đình Hương những món quà đáng giá. Ba má Hương rất quý thuyết Mỗi khi thấy gia đình túng bí, sẵn sàng cho vay tiền để chi tiêu trang trải. Số tiền ba má hương vay của Tuyết cứ lớn dần theo thời gian. Hình như tới ba 400 trăm ngàn gì đó trong vòng mấy tháng. Số tiền này đối với một gia đình nghèo như gia đình Hương không phải là nhỏ. Quá trình quan hệ với Tuyết, Hương thường lui tới nhà riêng của bà và quen với lui, giám đốc một cơ sở thương mại lớn ở Hồng Kông. Thường xuyên ghé qua Việt Nam buôn bán lui cao lớn dặm dở, sang trọng và nói tiếng Việt rất sỏi. Lui người Trung Hoa. Diễn viên rành rẽ ăn chơi, bạc thiệp, dỗ ngoại giao và đặc biệt khéo léo trong nghệ thuật mua chuộc gia đình Hương. Thế rồi không bao lâu, đùa chính thức xin cưới Hương và đưa về nước. Ba má Hương bằng lòng ngay vì nghĩ con mình gặp hơn. Trước khi cưới Hương, Lui phải trả một số tiền lớn khoảng trên một triệu bạc cho Tuyết để đền bù sự giúp đỡ về vật chất từ ngày quen Hương, trả nợ giúp ba má Hương, mua một căn hộ khang trang với đầy đủ tiện nghi hiện đại, sắm xe quần áo đẹp cho cả gia đình. Có con rể giàu có sang trọng, ba má Hương lấy làm hãnh diện, nở mặt nở mài với xóm giềng. Một đám cưới linh đình diễn ra, Hương đẹp lộng lẫy trong bộ trang phục cô dâu. Ngắm con mình, ba má Hương như mát lòng mát dạ, sau khi đã xong mọi thủ tục hương ngậm ngùi chia tay ba má và các em theo chồng xa xứ kể đến đây hương lại dừng im lặng khi ấy trời cũng đã sắp tối nên tôi hơi sốt ruột tôi lại hỏi xem vô khi ra đi á hương lưu luyến nhất điều gì ô chị ơi nhiều lắm hương thương ba má thương các em thương cả bản thân mình nữa thật vô cùng khó tả. Hương đã khóc rất nhiều trong ngày dĩnh biệt đó. Thế còn người chồng mới cưới của Hương ngày ấy? Tôi hỏi. Hương cười buồn. Lui rất chu đáo với Hương, săn sóc Hương từng chút, dạy Hương từ những thói quen nhỏ nhặt, tập cho Hương quen dần, giới giới tượng lưu. Nhưng chị ơi, tôi chỉ dành cho Hương sự triều mến có giới hạn, không đúng với mối quan hệ vợ chồng tình trạng bất thường ấy kéo dài trên đất nước người càng khiến hương lo ngại có lúc tính hỏi nhưng rồi hương lại thôi vì ngượng ngùng hương vẫn phải sống như thế bên lui hình thức bên ngoài là vợ chồng khoảng hai tháng sau một buổi tối lui bỗng kêu hương lại gần rồi sau khi đốt hết gần nửa bao thuốc lá anh ta mới đủ can đảm thú thật cùng hương lui và tuyết chỉ là những con cờ trong hội buôn gái quốc tế sở dĩ lui không dám phá đời hương vì phải để dành cho chủ nhân chính thức đã bỏ tiền ra mua hương thật sự lui chỉ là một tên ma cà bông vô nghề nghiệp sống nhờ những kiểu làm ăn có tổ chức kể trên chứ không phải là giám đốc gì cả trời ơi lúc đó hương tưởng chừng như vũ trụ sụp đổ không còn biết trời đất là gì nữa hương ngất xỉu trong tuổi hận bàng hoàng khi tỉnh lại thấy lui âu sầu ngồi bên cạnh lui cũng thố lộ rằng trong mấy tháng sống gần hương anh ta thầm yêu hương tha thiết nhưng đành chịu vì không đủ tiền trả cho tổ chức để chuộc hương về làm của riêng mình chỉ còn hai đêm nữa hương đã là của người khác nghe lui nói vẻ khổ sở hương cảm thấy thương anh ta và rủ cùng trốn về việt nam sống với nhau nhưng lui tái mặt nói với hương Nguy hiểm lắm Hương à Không điều được đâu Tổ chức sẽ thủ tiêu cả hai đứa mình Để khỏi bại lộ việc làm của họ lâu nay Thôi dù sao thì mọi sự đã lỡ Còn hơn là bị thủ tiêu Bây giờ Hương phải bình tĩnh Xem như đánh đổi đời mình Để đem sự sung túc lại cho gia đình Giả lại sau này Họ sẽ cho phép Hương gửi tiền về Lúc này Hương không có quyền giữ giấy thông hành Vì thế Hương mà ra khỏi thành phố là lập tức có người theo sát, tố cáo và thủ tiêu ngay. Sau khi đã nói hết sự thật với Hương, luôn phải thu xếp rời ô tên đang ở, đem Hương tới một villa sang trọng, bề thế giao lại cho người khác. Đến chỗ mới, có người tiếp đón, trang điểm, sửa soạn giúp Hương để đón chờ đêm tân hôn chánh thức. Hương không còn nước mắt để khóc nữa thẫn thờ bỏ mặt họ muốn làm sao thì làm rồi buổi tối đó họ đem hương tắm gọi sạch sẽ diện cho hương nhiều thứ nữ trang đắt tiền gấm nhung lụa là bài tiệc tùng với đủ cao lương mỹ dị họ còn dạy hương cách mua chuộc chủ nhân chánh thức của mình hương vùng trùng lo sợ chị biết không cho tới nửa đêm mới biết chủ nhân của hương là một lão tàu già béo phị trắng hối trông có vẻ bề thế quyền quy Bây giờ nghĩ lại, Hương vẫn còn thấy sợ hắn vô cùng Mặt tình cho lão dập liễu dùi qua Hương hất xỉu mấy lần trong một đêm Cứ như thế, lão già bé hối bắt Hương phải ở trong buồng kính Không được ló mặt ra ngoài Để lão độc quyền chiếm đoạt Hương trong hơn tuần lễ đầu Hết thời gian này, chúng nó mới cho bác sĩ riêng đến tận nhà sang sóc Tiêm nhiều thuốc bổ cho ăn uống chế độ đặc biệt Để phục hồi sức khỏe, chờ tiếp người khác sau khi qua tay hàng chục người đàn ông. Hương quen dần với cuộc sống lạ lùng như vậy của mình, không còn phản ứng hay tuyệt vọng như những ngày đầu nữa. Bây giờ họ mới cho phép Hương thỉnh thoảng gửi tiền về cho gia đình. Ba Hương bệnh đã mất sau khi Hương đi được 6 tháng. Được tin, Hương giật giả khóc vì thương ba và tuổi phận mình. Thú thật lúc đó, Hương chỉ muốn bay ngay về nhà để được khóc thỏa thích với má và các em. Nhưng Hương đành nhắm mắt Nhẫn nhục chịu đựng nỗi đau của mình Làm sao có thể khác được Khi đã bị dây hãm đến một con kiến Cũng không lọt ra ngoài Hương chỉ còn biết khóc âm thầm mà thôi Xin quý chị chia tay Robert và con trai, Liên thấy buồn bã nên tìm những người bạn cũ đi vũ trường giải quay. Cô gặp lại Tuyết Lan và cùng cô ta hành nghề chủ nữ tại vũ trường Samban. Tuyết Lan có máu ca sĩ nên thường rủ Liên đi nghe các ban nhạc, nhất là các ban nhạc quốc tế. Trong một lần tình cờ đi nghe ban nhạc Philippines, Liên sẽ đắm giọng ca đầy chất ma mị của anh chàng trai t nên thường xuyên lui tới nơi anh biểu diễn. Họ nhanh chóng trở nên thân thiết cùng đi ăn khuya sau các giờ diễn và cuối cùng qua đêm với nhau, có lẽ vì cả hai cùng hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình, một có cha từ bé nên họ dễ cảm thông nhau hơn. Một thời gian ngắn sau đó thì Pen dọn đến phòng của Liên sống chung như vợ chồng. Vì cùng trẻ tuổi nên cả T Pen và Liên đều thỏa mãn về tình cảm dành cho nhau. Song vì những chuyến công diễn, T Pen phải thường xuyên chán nhà, thế là Liên qua lại vũ trường vừa để giải sầu giờ để kiếm tiền tiêu pha hay nướng vào những canh bạc đỏ đen. Liên khéo dấu diếm nên Chopin không một chút nghi ngờ về chuyện cô quay lại nghề cũ. Cho đến khi ban nhạc quay về Philippines, thì Ben cầu hôn Liên và muốn cô cùng sang Philippines sinh sống. Liệu Liên có đồng ý theo Chi Ben về nước cho yên bề gia thất không? Để có được câu trả lời, kính mời quý vị cùng nhà văn Thu Trang từng bước đi tìm ở phần 12 tiểu thuyết Một Kiếp Lên Đên trong chương trình đọc truyện đêm mai. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.